Bạn đang học nghe nói tiếng Trung theo loạt bài mỗi ngày một câu của Hội quán Tam Thế, hãy cố gắng duy trì nghe và nhắc lại theo hàng ngày nhé. Tỷ Chi sứ Thiên ngày bảy mươi, hãy nghe và nhắc lại cách nói. Chào các bạn, đây là thực đơn của tiệm bọn mình. 你们好，这是我们店的菜单。你 们好，这这是我们店的菜单。你们好，这是我们店的菜单。 你们好, bây giờ hãy nhắc lại các từ sau bằng tiếng Trung. Gọi mình Đức là được. Chào là được. Gọi ở đâu。là

có dùng Facebook hay không? dùng bố dùng liền su. Sau khi về, dùng từ chủy để biểu đạt phương hướng xa khỏi phía người nói. Khuí chủy khổ. lên WeChat nói chuyện nhiều chút đi. Đoạn sẵn WeChat trò chuyện đi. không được, sao có thể để bạn? 不行，怎么能让你？đó đâu thể tính là nã nã nỡ xòan sử. đừng khách sáo với mình nữa。不要再跟我客气了。 lần sau đổi mình mời bạn. Xa xưa hoàn chính nỉ. Đường khách sáo. Bố khờ chỉ. Bía khờ chỉ. Nhân viên phục vụ, người phục vụ. Phú vụ viên, Làm phiền qua đây một chút. 麻烦过来一下儿，开动<道>，点东西。